Không, cháu sẽ vào tận nhà cháu phát, cháu không phát trên mặt đường. Cảm ơn nhá, thông cảm thôi chúc cháu. Là xin giấy về để cho cháu là ở bên ngoài bố. Ôi làm ơn, cháu sẽ phát tận nhà dân, cháu không bao giờ phát trên mặt đường. Chú thông cảm, toàn cháu chỉ phát trong nhà dân thôi ạ. Hiện tại lúc này tôi đang ở trường Trung học cơ sở Quảng Châu, địa chỉ thôn 2 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Nước cũng đã bắt đầu dâng lên, đã tràn hết vào sân rồi nhé. Tôi đang ở trường Mầm Non Quảng Châu. Nước bắt đầu lên cao nhá. Nước bắt đầu dâng lên vào trường Mầm Non. Ê, mới thế này mà. Đây, mấy sữa đây, mấy nước rồi mới uống. Nước bắt đầu tràn vào sân trường Mầm Non. Dân ngập hết. Hiện tại là nước ở các vùng nước cao là đang đổ bộ vào Quảng Châu. Vị trí tôi đứng chỗ này là trước cửa trường Mầm Non Quảng Châu nhé. Đào quất ở trong này đào mấy rồi. Đây là các đường ống nước, nó tràn từ trên Lam Tiến xuống đúng không? Thằng Lăng Phong này, nó đang khuyết ở chỗ của anh. Thấy dân ra nó Xin chào cả nhà thân yêu nhé. Hiện tại tôi đang ở nhà văn hóa thôn 6 xã Quảng Châu. Nước bắt đầu đổ bộ vào Quảng Châu nhé.
Đây, các nhà hảo tâm là bắt đầu đi phân phát cho bà con nhá. Hiện tại lúc này là Quảng Châu là nước đang tràn vào. Hôm nay cháu chỉ phát vào vùng sâu thôi nên các bà ở trên cạn làm ơn. Không, cháu sẽ vào tận nhà cháu phát, cháu không phát trên mặt đường. Cảm ơn nha, thông cảm thôi cháu. Xin giấy về để cho cháu là ở bên ngoài bối. Thôi làm ơn, cháu sẽ phát tận nhà dân, cháu không bao giờ phát trên mặt đường. Chú thông cảm, toàn cháu chỉ phát trong nhà dân thôi ạ. Em ơi, em đâu em ơi? Em ở tầng mầm non, chúng em ở đoàn thiện nguyện ở thành phố. Em tên là gì em? Em tên Huệ ạ. Chúng em chỉ phát trong nhà dân thôi. Rồi, cảm ơn em nhé. Rồi. Nên là người dân thông cảm cho chúng cháu. Hiện tại là nước đang đổ bộ về Quảng Châu nhé. Alo. Ưu tiên những vùng sâu trước nha. Bạn lại phát rất là không phát ở trên gọi là mặt đường. Phát những nhà phát tâm cũng rất là quan tâm, sẽ ưu tiên những vùng sâu xa trước, còn những bạn trên mặt đường là sẽ chờ các đoàn khác đi sau. Bây giờ là đang ưu tiên những vùng sâu trước. Mà cháu cần biết thì chú đang quay cháu. À, đang ở thành phố Hưng Yên. Thôi nhưng mà chú ở bên nào cháu cần phải biết thông tin chú đang quay cháu. Chú là Vũ Thế Hệ. Đang nghe tên Vũ Thế Hệ bao giờ chưa? Làm những cái này truyền thông nó rất là quan trọng em ạ. Truyền thông nó rất là quan trọng. Cho em chào xin thông tin của chú. Vũ Thế Hệ. Cháu xin thông tin lại. Số điện thoại 0936 80633. Rồi. Bạn cứ kết nối xong ấy vào. Cả nước vào, cả ấy vào. Chú mà biết những nơi nào cần chú bảo cháu. Cháu đang gọi thông cho chú đấy. Em rồi được rồi. Bạn tên là gì? Cháu tên Huệ nhé. Tên là Huệ. Vâng. Rồi ok. Phát cứu hộ rất là quan tâm. Mình gặp một bản phát rất là chuẩn, tránh tình trạng trồng chéo, sẽ ưu tiên những vùng sẽ xuống tận nhà dân, nếu mà nhà dân cần cái gì cháu lại gọi mang xuống. Thì bây giờ sẽ gọi cho chú Thấn, thì chú Thấn sẽ điều chú nhá, được chưa? Cháu chỉ phát nhà dân thôi, cháu không phát mặt đường nên bất cứ ai xin nghỉ chú không được đưa. Đây làm gì có gì đâu. Vâng, nhá. Rồi ok, chuẩn. Đi xuống đây, chú ở trên này đợi nhá. Có số của ông Thấn chị ơi, chị tự đi thành ủy đi nhá, chị tự mang ra thành ủy đi nhá. Đầu cơm này thì chú quay về chú chở. Chị Lan Anh. Chị Lan Anh nhận thành ủy, chị gọi đi nhá. Bà Lan Anh cơ mà, phải em đâu. Vâng. Cho cháu số của chú để... Nước bắt đầu tràn vào Quảng Châu nhá. Đây là một bạn một bạn đầu tiên chuyển áo phao. Những lúc đầu tiên là áo phao là cực kỳ quan trọng. Vâng. Nếu vào trong ấy dân chưa có cơm thì... Đúng rồi mẹ ơi, em ấy hộ một... Sáng nay trên em, cái khu cho em người ta đã làm 2.000 suất cơm. Có 2 tốp, 1 tốp 2.000 suất, 1 suất, 1 tốp là 600 suất. Sáng giờ cấp 500 suất rồi. Chú về lấy cho 30 suất cơm về đây. 30 suất cơm, ai đón? Chú mang tay trong cháu ra đón, gọi cháu gọi chú. 3 giờ xong rồi chú alo. Alo vậy. Hay là 50 suất đi cho 27. Nhưng mà mỗi nhà ta 3 người, 4 người thì làm thế nào? Thế này liệu liệu đấy. Bây chú về chú lấy cơm luôn đi nhá. 30 suất trước đã. Nếu cần thêm thì lấy thêm sau, vì đây 23 người cũng sao được. Nhá, 30 suất trước. Người nó một thuyền nào. Có đây cháu ngồi đâu. Người vào đi, người vào phát. Xin nhỉ. Ưu tiên những vùng sâu trước nhá. Bạn này là người đi phát rất là có kinh nghiệm trong vấn đề là cứu hộ vùng sâu trước, còn ngoài đường này sẽ sau, rất chuẩn.
ơi. Từ từ đứng đây để chị đưa cả cái túi bóng không em để ở đấy xong em mua. Ngồi thuyền phải ngồi im nhá, đừng ngoan ngoãi, ngồi im. Không là úp đấy, ngồi im. Phải nói là mấy bạn này rất có kinh nghiệm đi cứu hộ. Cương quyết là bạn ấy sẽ trao trực tiếp cho đến những người dân ở những vùng lũ. Còn những người ở trên mặt đường là bạn ấy sẽ tính sau. Ấy à, là phải đi hà lộ. Ấy à, đi lấy xe về. Bây giờ em có thùng quần gì? Hai thùng rồi. Em ở đoàn nào em ơi? Dạ vâng ạ, chúng em là các phần tử trong câu lạc bộ vàng chúa vàng ạ. Rồi, xin cảm ơn bạn nhé. Hai thùng mua đi em. Đây là các bạn ở Phật tử chùa Ba Vàng về xã Quảng Châu. Vâng. Đây là các bạn Phật tử ở chùa Ba Vàng nhé, về thành phố Hưng Yên. Hiện tại là đang có mặt ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Đây là các bạn đạo tràng Thái Bảo Kim Động Hưng Yên, câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa chùa Ba Vàng cứu trợ đồng bào lũ lụt. Hiện tại các bạn ấy đang ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Xin chào các bạn và chúc các bạn có nhiều sức khỏe nhé. Đây là điểm cho thôn Năm này nhé. Đấy, các bác phải thông cảm lên đây là tôi là đi xin xin của các người thiện nguyện nhá, của các người thiện nguyện chứ không phải là đấu cơ cho cả làng ăn đâu. Anh ông Minh vào làm điều hành cho các chú anh cho trưởng thôn bí thư đây. Lên xe đi điểm khác thì chưa rồi đấy. Đây đây. Có đưa tiền đóng không? Tiền đóng ông nào thiếu? Đưa bác trưởng thôn là chuẩn nhất, cho là người ta tự chấp phân phát. Vâng, cứ đưa cho trưởng thôn, người ta sẽ có lịch phân phát cho các điểm. Những điểm nào điểm sâu điểm xa là sẽ có trước, còn trên bờ này sẽ có sau. Như các bạn áo phao cái như thế, các bạn ấy sẽ đưa cho những vùng sâu vùng xa lụt trước. Còn nào ngoài này có sao, bạn cứ đưa thế là được rồi bạn ơi, xong rồi. Vâng, bạn bấm đi. Không chết này, tôi gửi cái này, cái này thì xin chào các bạn nhé, mình đang ở đường... Chỗ này là cái gì bác ơi? Chỗ này là cái gì hả bác? Chỗ này gọi là cái gì hả bác? Điểm đây á. Vâng. Điểm đây là vực Quảng Châu. Vực Quảng Châu. Chào các bạn nhé, tôi đang ở vực Quảng Châu. Vâng. Khu 3 cây gạo Quảng Châu. Là người ta biết lâu rồi. Khu 3 cây gạo Quảng Châu là nước ở trên Lam Tiến đang tràn bờ về Quảng Châu nhá. Lam Tiến đang tràn, nước lúc này là đang đổ bộ về Quảng Châu. Đây. À. Nước lên đây rồi này. Đâu lên đâu mà.
Đây là các đoàn từ thiện. Các đoàn cứu trợ đấy. Đây tôi đang ở khu gốc gạo Quảng Châu. Nước bắt đầu tràn về Quảng Châu nhé. Đây là các đoàn từ thiện. Các đoàn từ thiện bắt đầu đi phát cho dân. Vâng, người dân cũng đã bắt đầu chủ động công việc, đi thu dọn đồ, đã kê cao. Có cái này thì trước khi là cơn bão về thì mới cả mình về thì các cấp ủy ban xã quyền thì đã cũng đã thông báo cho người dân là để là tất cả dân là phòng bão cái để mà lúc mưa lụt về. Hôm nay là người dân đã được.